đây, 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 em chuột đây. Ủa, em bắt béo nhỉ? Wow. Chuột con này anh chị. Bắt kiếm con này nuôi. Để bắt ở đây. Ôi. Wow. Xin chào mọi người. Hiện tại thì mình đang lang thang ở cánh đồng ạ. Mọi người nhìn thấy xa xa không? Kia có mấy anh đang bắt chuột đồng. Nên là sẽ ra để xem là những con chuột đồng được bắt sẽ như thế nào nhá. Mọi người cùng đón xem clip nha. Ô, mấy con chó đã bắt chuột này. Ô, bắt được con nào chưa anh? Trong cho khô cả, cho để quay đào bắt cái con này xem sao. Đây đây đây. Chuột. Ô, nó chạy. Đâu. Đưa cho mình cái lắc coi kìa. Wow. Sao kìa dính chưa lâu vậy? Không phải chạy rồi. Không sao là cắn vào tay hả? Cắn cái gì? Mình bóp cổ. Mình đã đi bắt chuột rồi sợ cắn gì đúng không anh? Đi kia xem nào. Mấy con? Mấy con? Trời, đôi giày của em. Đi trên bờ đi. Đi bờ đi như lúc. Em bắt từ lúc mấy giờ vậy anh? Mới bắt rồi. Mới bắt được bao nhiêu con rồi? Em vô hết rồi. Lùa khắp ruộng em vui quá. Thực phẩm đem vô hết rồi. Ồ. Một đống vô nhà. Chuột này về làm gì anh? Chiên nhậu. Chiên à? Nấu có nấu chua đồ gì cũng nấu cái gì nước dừa nhỉ. Cổ thân mấy con chó nó bẩn dơ luôn. Giấy đào chụp đọc mà giấy ăn. Là sao anh biết được cái ổ nó? Thì nó có cái hang đó. Lấy được nhiều lắm rồi mang vào mang vào đây. Có hết à? Hết rồi anh. Kiếm chỗ khác. Anh bắt thêm mấy con nữa đi. À đấy, nó đào đất đấy hả? Đào ở trong á. Giống kiểu con chồn đấy. Đào thử. Em đang đào. Chỗ nào mà có cái đất mà nó đào nó moi ra kia là nó đó. Có. Anh bị đứt tay rồi kìa. Chuột cắn này. Cắn. Ui. Cắn này mình có phải tiêm chích không ta? Đâu sao, đâu sao. Chuột đồng. Ê, chuột con. Bắt được chưa, Lưu. Anh đè không phải sợ cá anh thả ra. Ta đè chặt luôn. Đây em chuột đây. Ủa, em bắt béo nhỉ? Ôi. Chuột này là sau lăn thì tuyệt vời. Nó ăn bao nhiêu lúa của mình nó béo vậy á. Đang lúa mà. Còn vợ chồng nữa, vợ chồng. Nó còn con vợ nữa. Quay chuột con này nè. Chuột con đấy chứ. Con này. À đó. Thấy chưa? Ồ. Nó nã ra, nó ăn biết nhiều lúa nữa thấy chưa? Giống chặt. Bây giờ mình xử lý sao với bầy chuột con này? Wow. Chuột con này anh chị. Bắt kiếm con này nuôi. Để bắt ở đây. Ôi. Bắt đây chơi đây nhậu chưa? Wow, một bầy chuột con luôn. Con chuột mẹ. Ê, còn hàng trẻ ở đây kiếm coi chuột mái bay. À, xem lớn nữa có con chồng ở trong á. Ồ. Ồ, nó có con chồng ở trong không? Ủa bao nhiêu con vậy? 3. Mẫu nó tới 2. 4, 6, 8, 10. Mấy mấy con á? Con đẹp nha. Mình để cho lớn để mùa sau bắt tiếp này. Đây là lớn đi. Lớn là ăn lúa. 2 4 6 8. Xong mình hút vào xô luôn. 10 con rồi. 2 con trong kia rồi. 10 con, 10 con. Như vậy. Bắt chị. Các bạn lấy luôn anh, lấy chút con về. Rồi để mùa sau ăn. Bye bye nha. Mấy con này chắc bây giờ nó cũng đây, nó mò vào đây luôn này. À nó đi vào chỗ còn con nào bắt tiếp. Nó đi vào chỗ tối, chỗ mát đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
này nhỏ quá, ở bờ cao cao. Bờ này cao bự nè. Xem bờ này có không? Có, bờ này bự nhưng mà mệt rồi vô. À, thêm mấy con nữa đi anh. Xem vài con nữa, xem có mồi tại đi kiếm thêm. Thêm một điểm nào. Đặc sản nhé, đùa. Ngon, chỗ này nói chung là món gì cũng không? Yeah. Cầu lắng này. Ôi, nó cậu cũng có ông là chắc tú là đây bà nó rồi đào mệt lắm mày là